mở chiếc két sắt của một cựu binh thế chiến thứ hai và mở chiếc xe bọc thép chuyên chở tiền của thế kỷ trước thì trong đó sẽ tìm thấy kho báu gì đây? Phil là thợ săn kho báu chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Két sắt trong mắt Phil chỉ là thứ đồ chơi trẻ con. Clay là trợ thủ đắc lực của anh ấy. Làm thì ít mà phá hoại thì nhiều vô kể. Hôm nay hai người họ lại nhận được một chuyến làm ăn. Ông nội của khách hàng là một cựu binh thế chiến hai. Theo di chúc ông nội thì căn nhà này để lại cho cháu Ditton. Trong lúc dọn phòng, khách hàng tình cờ phát hiện một bảo bối lớn, nhìn có vẻ giống một cái két sắt. Nhưng khách hàng nói không thể tự mình mở được, mở mãi không ra. Vì thế nên anh muốn nhờ bậc thầy mở khóa Phil mở nó ra. Nhìn vật thể ở trước mắt Phil đã nhận ngay ra chân tướng. Anh nói rằng cái này có lẽ không tầm thường vì đây là một cái két được sản xuất từ những năm 1960. Nó được thiết kế đặc biệt để khớp với nền móng của ngôi nhà. Chỉ thấy anh lấy ra một công cụ đặc biệt, móc móc 2-3 lần là đã mở xong. Sau đó chiếc két sắt đầy thú vị này đã được bàn giao cho khách hàng. Nhưng giây tiếp theo gương mặt khách hàng tràn đầy nỗi thất vọng. Ở trong két ngoại trừ một chiếc chìa khóa thì chẳng còn thứ gì khác. Anh khách đoán rằng chiếc chìa khóa đó dùng để mở cái két này. Do bất cẩn nên ông nội vô tình bỏ nó vào trong két rồi khóa lại. Nhưng Phil biết bệnh ngu không phải do di truyền mà do tập luyện mới có được. Mà không ai lại ngốc đến nỗi bỏ chìa khóa vào két sắt như vậy. Tức là cái chìa khóa này hẳn phải rất quan trọng. Có lẽ nó là chìa khóa để mở một kho báu nào đó. Theo ký ức của khách hàng thì ở nhà ông nội hình như có một cái hầm hay cái gì đó gần giống thế. Nhưng từ khi ông nội qua đời thì gia đình họ chưa từng đi qua đó. Có lẽ chìa khóa này chính là chìa mở khóa nơi bí mật đó. Sau khi nghe mô tả của khách hàng, Phil ngay lập tức trở nên quan tâm. Phil đoán ở dưới hầm chắc chắn có két sắt. Nếu như may mắn tìm được vậy thì lần này họ phát tài chắc rồi. Hai bên thống nhất thời gian gặp mặt. Cái ụ bê tông trước mặt là đường đi xuống hầm nhà ông nội của anh ấy. Sau khi nhìn thấy ổ khóa, Phil đột nhiên đứng hình. Đây là một cái ổ khóa hiện đại nhưng chìa khóa tìm được lại là chìa khóa kiểu cũ. Rõ ràng không hề khớp nhau. Nhưng dẫu sao họ cũng đã đến rồi. Không kiếm trác được gì rõ ràng không phải là phong cách của Phil. Nhưng anh cũng rất lươn lẹo. Nói chuyện về giá cả trước khi bắt đầu, Phil nói một số hầm chứa thường có hệ thống chống trộm, có thể khiến anh ấy gặp rủi ro. Nhưng nếu kiếm được báu vật thì phải chia làm đôi. Khách hàng cũng đồng ý luôn. Chỉ với một thao tác nhẹ nhàng họ đã mở khóa thành công. Phil quyết định trực tiếp đi xuống tìm hiểu, nhận thấy tất cả các bức tường xung quanh đều được chống thấm. Sau khi vào hầm, anh nhìn thấy ở bên dưới này còn có sẵn giường và chăn đệm, có hai cánh cửa ẩn bên dưới giường. Mở ra thì ở trong đó có khoảng vài chục chai nước uống. Chỉ là không biết đã hết hạn chưa, nước này liệu còn uống được không? Ở đây còn có thiết bị lọc khí thủ công và thiết bị chống bức xạ. Ngoài ra còn có sách hướng dẫn sinh tồn trước thảm họa hạt nhân. Mở một cánh cửa bí mật khác khiến ba người phải há hốc miệng kinh ngạc. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là ở đây cũng có một cái két sắt. Nhưng nói chính xác hơn thì đây là một cái hộp thu ngân. Trông thấy ổ khóa kiểu cũ nằm ở bên trên, anh đột nhiên rùng mình. Không biết mở ra bên trong là bảo bối gì đây. Phil dùng chìa khóa lấy được từ trong két sắt cắm vào ổ và vặn nhẹ. Thế là đã có thể mở hộp ra. Hóa ra chìa khóa chỉ là để mở lớp bảo vệ đầu tiên. Sau khi mở khóa cần phải mở thêm một lớp bảo vệ két nữa. Hai người họ lại phải chăm chỉ chuyển báu vật lớn nặng 60 kg này lên trên. Giây phút hồi hộp bây giờ mới chính thức bắt đầu. Sau vài đường cơ bản, anh nóng lòng mở két ra. Ở bên trong đầy ắp đủ loại đồ đạc. Có những tấm ảnh và bưu thiếp được ông gửi cho cháu nội tương lai. Có một bộ sưu tập tiền xu, còn có một hàng nóng bỏ túi. Phi vụ này không chỉ giúp khách hàng tìm lại ký ức mà còn đem lại một video đầy thú vị cho chúng ta xem. Đây có lẽ là thợ phá khóa mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Người khác đi làm vì đam mê, còn Phil thì bị vợ liếc nhìn một cái là phải xách đít đi làm. Hôm nay anh nhận được một tin tốt, khách sạn gần đó bị cháy, bên trong gần như không còn gì hết, chỉ còn lại một chiếc két sắt. Nghe xong chuyện này, Phil lập tức quan tâm đến nó. Người ta nói rằng khách sạn này có một lịch sử rất lâu đời. Nếu mà mở ra được một báu vật lớn vậy thì phi vụ này không phải là sẽ kiếm được không ít sao? Không cần nói gì thêm, giây tiếp theo hai người họ đã đến khách sạn. Vừa nói anh ấy vừa đưa hai người đến căn phòng nhỏ đối diện. Với tình hình bên trong lúc này, Phil cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. Có thể thấy tất cả các thứ và cả tường đều đã bị cháy. Bên ngoài két sắt cũng bị cháy đen thui. Giả sử bên trong cách có tiền mặt thì phi vụ này chắc chắn là lỗ rồi. Xoay núm cầm phát hiện nó vẫn dùng được bình thường, nhưng phải thương lượng giá cả trước khi chính thức mở khóa. Do có tác động nhiệt nên ổ khóa khó cậy hơn. Phil nói ít nhất cũng phải trả anh $200 và 50% kho báu. Ông chủ có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng đã đồng ý với con số anh đưa ra. Sau đó họ bắt đầu mở khóa. Như mọi khi, anh ấy dùng khoan điện nhẹ nhàng tạo ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó anh quan sát vị trí trụ khóa bằng camera chuyên nghiệp. Hai người dễ dàng mở được kho báu lớn. Ông chủ đứng một bên không thể cưỡng lại, ngay lập tức mở két. Mọi người đều thấy bất ngờ bởi những thứ bên trong đều không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Tất cả sổ sách vẫn còn nguyên. Sau đó là cuộc truy tìm kho báu. Đây là một giá đỡ tẩu thuốc cổ có giá trị vài trăm đô, đi kèm là một hộp thuốc lá, còn có một cái dương kho báu cũ. Nhưng so ra thì phi vụ này chỉ đủ tiền xăng xe đi lại thôi. Hy vọng phi vụ tiếp theo sau đây là không lỗ, bởi vì họ sắp đối mặt với một chiếc xe bọc thép chở tiền của thế kỷ trước. Nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè, thợ phá khóa Phil nghe được tin ở gần đó có người mới mua một lô đất. Thấy bảo trong lúc sửa sang lại gara thì phát hiện có một món bảo bối lớn. Đến nơi chào hỏi xong, chủ nhà liền đưa họ vào gara. Nhìn chiếc xe bọc thép trước mắt, hai người bị dọa sợ luôn. Về lịch sử của xe bọc thép này đến từ đầu thế kỷ trước, nhìn là biết những chiếc xe này chủ yếu dùng để chuyển tiền từ nơi này đến nơi khác.
nhưng một chiếc xe bọc thép vô duyên vô cớ bị bỏ trong gara, điều này rất bất thường. Cũng có thể do bọn cướp ngân hàng bỏ lại. Chủ nhà nói anh ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra thôi. Phiêu bán tín bán nghi nói bình thường phá khóa ra bên trong có thứ gì sẽ chia đều 50-50. Vì trường hợp này khá đặc biệt nên phí mở khóa là 800 đô. Sau một hồi bớt một thêm 2, khách hàng đồng ý với giá 500 đô. Giờ là công đoạn phá khóa. Mặc dù đều là phá khóa nhưng chiếc xe bọc thép này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Phiêu. Bên trong là khóa điện, bên ngoài là khóa an toàn cao cấp. 6 mặt xe đều được bọc thép. Có thể nói nó là một cái két sắt khổng lồ đặt trên 4 bánh xe. Trước tiên Phiêu thử mở cửa xe, nhưng kết cấu đặc biệt của khóa cửa khiến anh phải bó tay. Hai người thất vọng nhìn vào bên trong. Thông qua cửa kính xe thì thấy cửa có chốt bên trong còn bản lề ở bên ngoài. Nhưng nếu cố phá bản lề thì sẽ kích hoạt khóa điện. Về cơ bản là không thể phá khóa trực diện được. Không còn cách nào khác, Phiêu chỉ có thể leo lên nóc xe thử mở khóa từ bên trên. Sau đó vác máy khoan khoan thẳng xuống. Khoan xong anh lại lôi đồ nghề ra đục đẽo. Vài ba nhát thế mà thành công thật. Thế thì đi tìm kho báu thôi chứ còn chờ đợi gì nữa. Trong xe quả nhiên tìm thấy mấy cái thùng sắt. Nhưng mở ra xem thì chỉ toàn không khí trong lành. Lúc chủ nhà tưởng phí công vô ích rồi thì Phiêu lại phát hiện ra một cái két bí mật. Phiêu lại nhắc nhở, khi mở ra có thứ gì phải chia 50-50. Ông chủ cũng không có ý kiến gì. Với một loạt động tác tinh vi tỉ mỉ két sắt được mở ra. Bên trong không hề trống rỗng mà có một bộ đồ xe cần hen. Thật may mắn quá, tất cả đều không đáng một xu. Nhưng cho dù tìm được thứ có giá trị thật thì liệu Phiêu dám lấy không? Dù lần này không kiếm trác được gì nhưng hai người cũng không đau lòng lắm. Bởi vẫn còn một cái két cuối cùng nữa đang chờ được phá khóa. Két sắt của một phi công trong thế chiến thứ hai. Rốt cuộc bảo bối bên trong có làm cho Phiêu và các bạn đang xem video thất vọng không? Phải mở ra mới biết được. Đến nơi, chào hỏi qua loa xong chủ nhà đưa hai người vào phòng. Nhìn không gian bên trong hai người đứng hình luôn tại chỗ. Đồ đạc vứt bừa bộn lộn xộn y như cái phòng ngủ 20 năm không dọn của tôi. Ông nội của cô gái này quả là một người thích tích trữ đồ. Mà cái két nằm ở nơi sâu nhất trong phòng. Về vấn đề giá cả thì Phiêu nói mở két ra đồ bên trong chia đôi nhưng chủ nhà lại nói nhiều nhất chỉ được 25% thôi. Phiêu này ra một ý tưởng nói 25% không phải là không được, nhưng nếu sau đó tìm được thứ gì khác trong đống rác này thì nhất định phải chia đôi. Chủ nhà chắc chắn không còn ý kiến gì nữa vậy thì phá khóa thôi. Đầu tiên Phiêu đeo lên tai nghe chuyên nghiệp, dùng nam châm xác định vị trí, xoay tay cầm để lắng nghe âm thanh bên trong. Trong suốt quá trình phải liên tục ghi chú ra giấy. Sau một loạt các thao tác tỉ mỉ cuối cùng khóa cũng được mở ra. Chủ nhà nóng lòng không chịu được lập tức mở két ra. Bên trong có không ít đồ, một khẩu hàng nóng còn mới. Ai biết khẩu này tên gì thì bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Tiếp theo là một túi tài liệu, mở ra còn tưởng là thứ không đáng tiền, không ngờ lại là bản vẽ thiết kế máy bay đời đầu. Nghĩ đến ông nội từng là một phi công cô liền cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Một chiếc hộp gỗ nhìn có vẻ lâu đời, mở ra bên trong có không ít đồng tiền vàng, tiền bạc, nhưng chỉ có được 25% Phiêu rõ ràng không hài lòng. Nói xong liền lập tức tìm kiếm những món giá trị khác, nhưng đồ đạc loạn như thế tìm đồ không dễ chút nào. Vật lộn một hồi ông trời cũng thương tình, anh tìm được một thứ bị khóa nằm bên trong cùng. Mở loại khóa này thì chỉ 1 phút 30 giây, nhưng giây sau lại muốn chửi thề luôn. Hóa ra trong đó chỉ toàn là sách. Lúc mọi người đang thất vọng thì Phiêu lại kinh ngạc há hốc mồm. Lật đống sách bên trong ra, đằng sau còn có một cái két nhỏ. Giấu kỹ như vậy chắc chắn phải có gì đó quý giá. Được sự đồng ý của chủ nhà hai người đập bỏ những mảnh gỗ thừa. Đập vỡ luôn cửa két sau đó dùng xà beng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Giây phút chủ nhà mở ngăn kéo khiến mọi người phải hồi hộp. Lời hay lỗ đều ở trong cái két này. Trong đó quả thật có không ít đồng hồ đồ trang sức cùng với ảnh của ông nội thời còn trẻ. Lần này Phiêu cũng kiếm thêm được vài trăm đô la rồi. Video săn báu vật trong két sắt tạm dừng ở đây thôi. Đã xem đến đây rồi thì cho mình một like ủng hộ cũng như một lượt theo dõi để kênh phát triển nhé các bạn. T91 Vlog xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Mãi yêu.